cô Đỗ Thị Thủy, hiệu phó nhà trường, người đưa ra ý tưởng trải nghiệm bữa ăn trong bóng tối để gieo mầm ánh sáng, cho biết đứng trước thực tế báo động về sự suy giảm đạo đức của một bộ phận giới trẻ, tình trạng bạo lực học đường, sự hòa nhập chưa có chiều sâu của trẻ sáng và trẻ khiếm thị, việc chú trọng chỉ đạo đội ngũ tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh là rất cần thiết. Từ năm học trường 2018 đến 2019, trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức cho học sinh sáng mắt lớp 5 trải nghiệm bữa ăn trong bóng tối thăm phòng ở của bạn trong khu nội trú. Giáo dục lòng nhân ái, trách nhiệm, chia sẻ và hướng tới cộng đồng được trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đặt lên hàng đầu. Để thực hiện nhiệm vụ đó thì cái đích cần hướng tới đối với học sinh sáng là cần phải xâm nhập vào đời sống thực tế của trẻ khiếm thị để từ đó hiểu, có trách nhiệm, chia sẻ và giúp đỡ các bạn khuyết tật. Còn đối với học sinh khiếm thị, mong muốn các em không chỉ nhận sự giúp đỡ mà các em cũng cần phải hiểu bạn học là những học sinh sáng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội, nỗ lực phấn đấu vươn lên chứ không chỉ giam mình, chỉ chia sẻ với trẻ đồng tật trong thế giới riêng của người khiếm thị. Khi trải nghiệm bữa ăn bóng tối, nhiều em học sinh khá lúng túng. Có em cho biết em sợ nhất bị vấp ngã vì không nhìn thấy gì. Có em thì cho biết em loay hoay mãi mới tìm được thìa trong bát rồi mới xúc được cơm ăn. Không chỉ thông qua các tiết học đạo đức, các tiết sinh hoạt dưới cờ, các nội dung giảng dạy tích hợp, mà bằng các hoạt động trải nghiệm được tổ chức thường xuyên, học mà chơi, chơi mà học, học sinh sáng thực sự hiểu được những khó khăn của các bạn. Trải nghiệm bữa ăn trong bóng tối thăm phòng ở của bạn trong khu nội trú là những hoạt động có giá trị hơn nhiều so với những bài giảng đạo đức khô cứng. Tranh thủ tiêu hí trước khi bị cô phát hiện. Lần đầu tiên trải nghiệm bữa ăn trong bóng tối nhưng học sinh lớp 5A4 đều rất hào hứng. Các em đều nhận ra rằng thì ra các bạn khiếm thị đều gặp rất nhiều khó khăn trong di chuyển, trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Và chính các em, những người mắt sáng, là đôi mắt của các bạn. Đồng thời, các em cũng thấy rằng cần phải bảo vệ đôi mắt của mình như không xem TV nhiều, ngồi học đủ ánh sáng. Đối với học sinh khiếm thị, các em vượt qua các rào cản trong xã hội và rào cản do chính các em dựng lên, đồng thời khẳng định người khiếm thị có thể bình đẳng tham gia các hoạt động với người bình thường khi có sự hỗ trợ. Tất cả các em học sinh dù sáng hay khuyết tật đã có một môi trường thuận lợi, những hoạt động phù hợp để những phẩm chất tốt đẹp đang tiềm ẩn trong mỗi một con người được hình thành và phát triển một cách hết sức tự nhiên, có chiều sâu, bền vững.